Hôm nay cây bông hồng của nhà chồng nở bông rất là nhiều, rất là đẹp. Đấy, nở từng chùm luôn. À, đây là một chùm nè. Bạn thấy không? Một chùm. Rồi qua đây một chùm nữa. Rồi qua đây là một chùm nữa. Rồi ở dưới nè. Đây là một chùm nữa nè. À, hôm nay cây bơ cái bông hồng mình nở tổng cộng là 50-60 cái bông luôn. Đây, à, đây là một cái nữa nè. Đây là 4 cái. Ở dưới đây là 2 cái. Đây là một chùm. Quá đẹp luôn. Thấy không? Trên đây. Đó. Hello, khỏe không? Cái cây bông hồng hôm nay nó nở là 50-60 cái bông luôn, rất là đẹp nha. Đó. Ok, bye bye, see you. Cái cây này bự trước nhà mình. Ok, bye bye, thank you, see you.